Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Học Phật cần có chân tâm, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều phải chân thật. Học Phật pháp mình cần phải có tâm chân thật, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành đều phải chân thật. Đừng nên như kẻ thế tục, một nửa thật nửa giả, nói năng thì lúc có thực chút thiệt thà, lúc lại đầy giả dối. Người tu đạo lúc nào cũng phải nói thật, làm chuyện thật, không được nói láo. Mỗi một ý niệm phải bỏ đi điều lỗi lầm, trừ tập khí trong vô lượng kiếp và cố gắng cải đổi nó đi. Tội lỗi mình đã tạo trong vô lượng kiếp phải sám hối cho thật sạch. Tại sao có kẻ học Phật lâu năm như vậy mà không có một chút tương ứng nào cả? Là bởi vì mình còn bao che lỗi lầm của mình, không chịu đem tâm chân thật ra mà tu hành. Cho nên thời gian trôi qua uổng phí mà mình không khai được trí huệ chân chính, và cũng không được định lực chân chính. Thời gian trôi qua một cách oan uổng mà mình đạo nghiệp chẳng được thành tựu, đó là điều thật đáng tiếc thay. Sống trong chùa mình cần phải cần tiết kiệm tất cả những thứ vật chất, có câu rằng ái tích thường trụ vật như hộ nhãn trung châu, nghĩa là hãy quý vật của chùa như gìn giữ con ngươi. Đồ vật của chùa như gạo, dầu, tương hay giấm, mình đều phải quý nó, không được lãng phí bừa bãi. Cho đến những cái mình dùng, một đầu ngọn cỏ, một khúc gỗ, một trang giấy, mình cũng phải biết quý, biết tiết kiệm. Nếu ở những chỗ này mình không cẩn thận, chẳng biết tiết phước, thì làm tiêu hao công đức biết bao. Rằng sở tu bất như tạo, sở đắc bất như sở đâu, nghĩa là công mình tu không bằng nghiệp mình tạo, điều mình được ít hơn thứ mình mất. Thêm một điều nữa là nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành, mình chớ nên tổn hại đến người khác. Khi nói thì phải dùng lời lẽ đức độ, không được nói lời ỷ ngữ, lời thêu dệt, lời dối trá, lời ác ôn hay lời nói hai đằng. Miệng là cái mà mình cần phải chú ý đặc biệt, thân thì không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, ý thì không được phạm tham sân si, đừng nên coi trọng tấm thân thịt da hôi thối này. Nếu tâm tâm niệm niệm mình vì thân này lén trộm đồ ăn, tìm áo quần trang sức, hoặc tìm cách để thân này hưởng thụ khoái lạc, thì đó đều là điên đảo. Mình phải nghĩ làm sao mà xuất ly tam giới, gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thoát ra khỏi lục đạo gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Làm sao cải biến sửa đổi tập khí của mình, phải làm cạn sạch bể ái tình, lúc ấy mình mới toại tâm mãn nguyện thành tựu đạo quả bồ đề được. Tu đạo mình không được hưởng phước, hãy nhớ lại gương các vị lão tổ tông của Phật giáo. Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử quyền quý cao sang nhất, song ngài có thể bỏ tất cả để xuất gia tu đạo. Nếu nói đến thân phận thì dù ngài xuất gia rồi, ngài cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, ở chùa thật tốt, thật sang. Song ngài đâu có làm vậy, ngài tới núi Tuyết Sơn chịu khổ sở, đói khát, nóng lạnh. Tu hành suốt 6 năm. Trong 6 năm đó, ngài không ăn đồ ngon, chẳng ở chỗ đẹp, cũng không có kêu người ta tới cúng dường. Ngài chỉ ở đó cam chịu mọi khổ cực. Thử ngẫm nghĩ xem thân phận quyền quý của Đức Thích Ca Mâu Ni, người tự ý chịu khổ tu hành như vậy, rồi hãy thử ngẫm đến thân phận của mình ra sao. Mình bất quá là chỉ là kẻ phàm phu, thì tại sao đòi ăn ngon mặc đẹp, ở chỗ tốt, tham hưởng thụ, không chịu cực lại còn sợ khổ. Quý vị thử nghĩ xem mình so sánh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật chẳng hết sức hổ thẹn sao? Ha ha ha, 问什么的说